Hải Phòng đón xuân sang, thắm tươi từng con phố, hồ sen nghiêng soi bóng, công viên xanh bốn mùa. Hải Phòng đây khang trang, đô thị nhịp sống mãi, nhịp cầu xa Tân Vũ, xôn xao nối đôi bờ. Hải Phòng mến yêu ơi, mùa xuân tràn sắc màu tươi sáng từng con phố. Hải Phòng thay áo mới cho em thơ tới trường, sao xuyên bao niềm vui. Cảng biển dấu yêu ơi, nghìn trùng khơi sóng dành nỗi nhớ chào xuân đến. Hải Phòng quê ta đó, tim ta luôn hướng về thành phố bao tự hào. Hải Phòng đón xuân sang, phố muôn màu khoe sắc, đồ sơn mênh mang sóng thông reo vui sớm chiều. Hải Phòng báo tin yêu, tám bạc xanh lấp lánh, từng đường bay nâng cánh vươn xa bốn phương trời. Hải Phòng mến yêu ơi, mùa xuân tràn sắc màu tươi sáng từng con phố. Hải Phòng thay áo mới cho em thơ tới trường, sao xuyên bao niềm vui. Cảng biển dấu yêu ơi, nghìn trùng khơi sóng dành nỗi nhớ chào xuân đến. Hải Phòng quê ta đó, tim ta luôn hướng về thành phố bao tự hào. Hải Phòng đón xuân sang, thắm tươi từng con phố, hồ sen nghiêng soi bóng, công viên xanh bốn mùa. Hải Phòng nay khang trang, đô thị nhịp sống mới, nhịp cầu xã Tân Vũ, xôn xao nối đôi bờ. Hải Phòng mến yêu ơi, mùa xuân tràn sắc màu tươi sáng từng con phố. Hải Phòng áo mới cho em thơ tới trường, sao xuyên bao niềm vui. Cảng biển dấu yêu ơi, nghìn trùng khơi sóng dành nỗi nhớ chào xuân đến. Hải Phòng quê ta đó, tim ta luôn hướng về thành phố bao tự hào. Hải Phòng mến yêu ơi, mùa xuân tràn sắc màu tươi sáng từng con phố. Hải Phòng thay áo mới cho em thơ tới trường, sao xuyên bao niềm vui. Cảng biển dấu yêu ơi, nghìn trùng khơi sóng dành nỗi nhớ chào xuân đến. Hải Phòng quê ta đó, tim ta luôn hướng về thành phố bao tự hào. Hải Phòng quê ta đó, tim ta luôn hướng về thành phố bao tự hào. Kính thưa toàn thể nhân dân, đất nước đang tưng bừng rộn rã vào xuân, khắp dải non sông tươi đẹp của chúng ta đón chào năm mới Xuân Quý Mão 2023. Hơi thở mùa xuân ngập tràn đất trời, mang lại nguồn sinh khí bất tận cho vạn vật, báo hiệu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới đã đến. Niềm vui ngập tràn của đất trời và lòng người trước những thành tựu to lớn của đất nước. Năm 2022 được ghi dấu là một năm đầy thử thách đối với dân tộc Việt Nam. Những tưởng khi dịch Covid-19 dần được khống chế, đất nước bắt đầu mở cửa trở lại từ tháng 3 thì nút thắt đã được tháo gỡ. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Biến động địa chính trị trên thế giới đã tạo ra những đứt gãy trong quan hệ quốc tế, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng nhờ sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã kiên trì, sáng tạo, dũng cảm vượt qua và đạt được những dấu ấn lịch sử. Chính trong khó khăn ấy, bản lĩnh trí tuệ, tinh thần đoàn kết, đồng cam cộng khổ của cả dân tộc Việt Nam lại được khơi dậy, giúp nước ta vượt bao trở ngại, đạt nhiều thành tích nổi bật được thế giới ghi nhận. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta vẫn đạt 8,02%, cao nhất trong 12 năm qua và cũng là cao nhất trong khu vực ASEAN. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa xã hội được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, từ sau Hội nghị Văn hóa Toàn quốc cuối năm 2021, chúng ta đang tập trung xây dựng các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và con người Việt Nam thời kỳ mới. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục từng bước được cải thiện, diện mạo đất nước từ thành thị đến nông thôn không ngừng đổi mới và khởi sắc. Quốc phòng an ninh được giữ vững tăng cường, quan hệ đối ngoại tiếp tục được thúc đẩy đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được quan tâm triển khai đồng bộ quyết liệt từ trung ương đến các địa phương, tạo chuyển biến tích cực, được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Những thành tích đạt được trong năm 2022 là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ liên tục của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Kết quả đó chính là tiền đề, là cơ sở quan trọng để tạo đà và động lực cho đất nước tiếp tục viết nên những trang sử mới trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Quá khứ, hiện tại và tương lai đang hòa quyện, tạo thành một động lực mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế nước đang mở, mang hùng khí của những chiến công năm xưa và chúng ta sẽ tạc dựng những mốc son mới trong công cuộc kiến tạo đất nước hôm nay. Công cuộc đổi mới của Việt Nam được bạn bè thế giới dõi theo từng bước với hy vọng một dân tộc đã anh dũng đấu tranh giành độc lập tự do thì nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển đất nước. Mỗi mùa xuân lại nối thêm những nhịp cầu bắc tới tương lai. Kính thưa toàn thể nhân dân, thành phố thân yêu của chúng ta đón xuân về trong tiết trời ấm áp khi hoa lá đã đâm chồi nảy lộc. Chúng ta hân hoan nắm tay nhau chúc mừng đất nước và thành phố đổi mới toàn diện. Chúc mừng bước chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2022 của thành phố Hải Phòng với chủ đề đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện chuyển đổi số. Năm 2022, trong thành tựu chung của cả nước, thành phố Hải Phòng đã có những đóng góp quan trọng. Đảng bộ, quân và dân thành phố với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao, phát huy truyền thống trung dũng quyết thắng, tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, cùng với sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thiết thực của Trung ương, Hải Phòng tiếp tục là điểm sáng của cả nước trên nhiều lĩnh vực, vừa giữ vững nhịp độ phát triển kinh tế xã hội, vừa bảo đảm quốc phòng an ninh. Trong năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt trên 12,3%, gấp 1,5 lần bình quân chung của cả nước. Quy mô kinh tế đứng thứ 6 cả nước, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế. Thu ngân sách lần đầu cán mốc hơn 108.000 tỷ đồng, đứng thứ 4 cả nước. Trong đó, thu nội địa đạt 41.000 tỷ đồng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,5 tỷ đô la. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 vươn lên vị trí thứ 2 trên 63 tỉnh thành phố, là vị trí cao nhất từ trước tới nay. Các nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội được tăng cường, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Bước đầu triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 35 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố và chương trình chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ ở các cấp ngành địa phương.
kịp thời ban hành và thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội. Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm và tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Đáng chú ý, công tác điều hành ngân sách hết sức linh hoạt, chủ động, hiệu quả cao, bố trí vốn cho các dự án đầu tư công, xây dựng cải tạo nhà ở và tặng quà dịp lễ Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. Những dự án đô thị, du lịch, công trình hạ tầng, giao thông lớn mang ý nghĩa chiến lược của thành phố được quan tâm chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai khẩn trương và đưa vào khai thác sử dụng, như mở rộng đường máng nước tại huyện An Dương, thông xe kỹ thuật cầu Rào 1, đường Đông Khê 2, chung cư HH1, HH2, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền. Hiện nay, đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiều dự án giao thông trọng điểm như mở rộng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua địa bàn Hải Phòng, mở rộng nhà ga hành khách số 2, sân bay Cát Bi, xây dựng cầu Nguyễn Trãi, các bến mới tại cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Thành công ấy nhờ định hướng đúng đắn của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, các cấp, các ngành, sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, thống nhất, đoàn kết, nhất trí, vượt khó, chủ động thích ứng, chú trọng xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu. Trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh, dẫu gặp không ít khó khăn và trở ngại, nhưng với tinh thần đoàn kết sáng tạo, cùng khát vọng vươn ra biển lớn, Đảng bộ, quân và dân thành phố có quyền tự hào về những thành tích đã đạt được trong năm 2022. Bằng sức mạnh nội lực, được Đảng, Nhà nước quan tâm, được nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ, vị thế của thành phố ngày càng được nâng cao. Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng phấn khởi tin tưởng bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với chủ đề đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện chuyển đổi số. Mừng xuân mới, mừng Đảng quang vinh 93 mùa xuân. Trong chặng đường vẻ vang đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân làm nên biết bao kỳ tích vĩ đại, đem đến mùa xuân vĩnh cửu, trường tồn cho dân tộc. Đó là nguồn động lực vô cùng to lớn, thúc đẩy chúng ta vượt qua mọi thử thách cam go, nắm bắt thời cơ, năng động sáng tạo. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023, từng bước đưa Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mùa xuân lại về trên thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng đang cùng cả nước bước vào thời kỳ mới đầy năng động và triển vọng, nhưng cũng không ít trở ngại khó khăn. Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ thành phố thành một trung tâm kinh tế là pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng an ninh, đặt ra cho lực lượng vũ trang thành phố một vị trí mới với tầm cao mới. Vui xuân mới, lực lượng vũ trang thành phố luôn mài sắc ý chí chiến đấu, không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Và trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang thành phố nguyện một lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, gương mẫu đi đầu, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, viết tiếp những trang sử hào hùng của thành phố Cảng, trung dũng, quyết thắng. Kính thưa toàn thể nhân dân, chỉ còn ít phút nữa, chúng ta sẽ chia tay năm Nhâm Dần 2022 để chào đón những giây phút đầu tiên của năm Quý Mão 2023. Trong thời khắc thiêng liêng của đất trời, chúng ta vui mừng được thưởng thức chương trình pháo hoa đặc sắc. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và các đơn vị trên địa bàn thành phố đối với đời sống tinh thần của nhân dân. Với chủ trương xã hội hóa, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã đóng góp tài trợ kinh phí hơn 9 tỷ đồng, tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón giao thừa, mừng năm mới với tổng số 12 điểm kết hợp pháo hoa tầm cao, pháo hoa tầm thấp,
tại bờ hồ Tam Bạc, trung tâm triển lãm mỹ thuật thành phố, bờ hồ An Biên, khu công nghiệp V-Ship huyện Thủy Nguyên, khu di tích đền Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, huyện Vĩnh Bảo, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, quận Đồ Sơn, sân vận động và trung tâm hành chính các quận huyện Tiên Lãng, An Dương, Dương Kinh, Kiến Thụy, An Lão, bờ hồ Hạnh Phúc, quận Kiến An, khu cầu cảng Cát Bà, huyện Cát Hải. Chủ đề chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa năm nay là Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Hải Phòng, Phát Triển, Bứt Phá. Chương trình được chia làm 3 phần. Phần 1, Mừng Đảng Quang Vinh, thời gian 5 phút. Bắt đầu là những loạt pháo hoa màu đỏ vút lên bầu trời, báo hiệu thời khắc chuyển giao sang năm mới. Những luồng ánh sáng như vầng dương chói lọi, tượng trưng cho ánh sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam soi đường ta đi tới. Tiếp theo là những chùm pháo hoa như những bông hoa hướng dương, hoa cúc vàng, cúc trắng, lộc vừng cánh đỏ, hòa quyện vào nhau, tạo thành dòng ánh sáng tuôn chảy trên bầu trời, hòa lẫn với mưa bạc, mưa vàng như ý chí, niềm tin của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững đi theo Đảng. Phần 2, xuân về trăm hoa đua nở, thời gian 5 phút. Chúng ta sẽ được chứng kiến hàng vạn bông hoa đào, hoa mai đua nở giữa bầu trời thành phố, với muôn sắc màu rực rỡ, cho ta một khung cảnh hoành tráng, liên tưởng đến sự đoàn kết sáng tạo và phát triển mạnh mẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, các thành phần kinh tế của thành phố trong những năm qua, tạo cho chúng ta liên tưởng một sức sống mới, niềm tự hào và ý chí vươn lên mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân thành phố, tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đã và đang biến ước mơ vươn ra biển lớn của thành phố trở thành hiện thực. Phần 3, Hải Phòng bừng sáng mùa xuân, thời gian 5 phút. Trước mắt chúng ta là sắc màu rực rỡ như hàng vạn ánh sao, tạo thành những sóng vàng lấp lánh trên bầu trời của những bông hoa hồng, hoa cúc, hoa mẫu đơn, hoa hướng dương, làm chúng ta liên tưởng đến tình yêu và những ước mơ khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân ta, và cũng là niềm tin một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Tin ở năm mới với những thắng lợi mới, những cách làm sáng tạo hiệu quả, tin tưởng với những thành tựu kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố sẽ giành được trong năm 2023. Thành phố Hải Phòng sẽ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kính thưa toàn thể nhân dân, tự hào được Ủy ban Nhân dân thành phố giao nhiệm vụ bắn pháo hoa phục vụ nhân dân vui đón Xuân Quý Mão 2023. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chỉ đạo các cơ quan và Ban Chỉ huy Quân sự các quận huyện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, các lực lượng chức năng của thành phố và các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị để chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa đón mừng năm mới diễn ra đúng thời gian, vui tươi, an toàn, tuyệt đối. Nhân dịp đầu xuân năm mới, kính chúc toàn thể nhân dân một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.